Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ hai nha anh em. Em tiếp tục lên sóng dài món phụ tùng nữa nha. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. Số em là 0933 207 208. Đó, hoặc là anh em cứ kết bạn Zalo giùm em ha. Tại vì nhắn tin bên Zalo là cái dễ nhắn nhất. Đó, cho anh em dễ nói chuyện. Rồi, đầu tiên là một bộ nhông sên dĩa nha. Của cúp 50, 4 số nha. Đó 1342 ở nhông sên dĩa em bán là 300 ha, bao xài nha anh em. Đó rất là đẹp ha, 300 xe 4 số á, mà 50 thì anh em phải đi đúng cái thông số nhông sên dĩa này mới chạy nổi nha, tại vì nó đã 50 mà nó còn 4 số nữa, mình ráp mấy cái dĩa mà nhỏ quá đó, nó đi không có nổi đó, mình phải gắn đúng cái dĩa lớn này nè, dĩa 42 này, nhông 13 mình mới chạy nổi ha. Tại vì có nhiều anh mua máy 50 4 số nhưng mà gắn nhông sên dĩa không có đúng á, chạy hỏi sao nó bị yếu quá, nên bắt buộc là phải đi đúng thông số thì nó mới bốc được ha. Ở bộ này bán là 300 ha, quá đẹp nhông sên dĩa. Rồi một cái bình Nhật nha, nè bình nè. Ở bình Nhật với một cái hộp, hai món này bán là 300. Bình là bao đời nha, bao đời bao xài, không lỗi lầm gì hết nha anh em, mua về là gắn vô xài thôi. Đời mạnh nha, bóp kèn là bao kêu lớn luôn. Ồ, bình này cái được 5 ampe luôn nè. 300 nha, hai món này nha, bình dưới hộp nha. Rồi một bộ 4 món xài chung một chìa ha, đại chìa riêng đẹp ha. Đó, mã số 54 nè, đó, nắp xăng đẹp luôn nè. Ổ pha cổ ha, pha cổ. Nó qua cái đời này là nó tán chết rồi nha anh em, rồi phải cưa rồi mới dặn ra được nè. Đó, còn cái đời cũ thì nó sẽ dặn bằng mấy con vít, nó cái đó mình phá cổ cũng như không, người ta nếu người ta lấy xe ta lại lấy con vít ta mở mấy con này ra là xong. Ở bởi vì sau này nó làm chết vậy luôn ha, phải cưa mới lấy ra được. Ở bộ này bán là 900 ha, 900 bao đẹp ha, bao không lỗi nha, ổ phá điện nè, không lỗi làm gì hết nè, 5 giây nha anh em, xài do những cái dòng cúp đời cao trở lên nha, 86 anh em xài được luôn nha, cái dây điện 5 giây nha, 900 nha, chìa rin đẹp không lỗi lầm. Nói chung là bộ này là đẹp cỡ cũng gần gần như hoàn hảo rồi ha, không có nào xấu hết. Rồi một cặp cớp 89 90, cớp này thì sơn rin, tem thì dán lại. Đó, cái bên đây thì nó bị nó phét một lỗ nó gắn gì mình cũng không biết ha. Được cái là nước sơn rin, ở cặp cớp này em bán giá bù đội luôn là 300. Cho anh em về vô xe cỏ cỏ ok ha, rất là mới luôn. Giá 300 ngàn là quá rẻ nha anh em, chỉ có cái tem dán lại nhưng cũng rất là đẹp ha. Ở 300 ha, cặp cớp. Rồi một cái bình xăng con 50, bình xăng này là cực kỳ đẹp ha. Bình với kèn luôn em bán là 1 triệu 3. Bình là bao gan ti thì hầm nha, gan ti nhuyễn chạy ngọt. Anh em gắn 81, 86 được luôn ha. Đó, chữ nghĩa là rõ ràng, ốc 7 màu hết nè. Luôn cây kèn ha, 1 triệu 3, kèn là bao kêu ha. Bên trong như mới ha, nói chung là bao xài nha anh em. Đó, 1 triệu 3 thôi. Ốc nè, anh em nhìn ốc là anh em thấy uy tín rồi ha, 7 màu hết. Rồi một cái tay hắn. Ở tay hắn đời hấp nha, có cao su này chưa bị lủng ha, cái này em bán là 350. Cái này hàng hiếm nha anh em, lâu lâu mới được một cây nha, không có thường ha. Quan trọng là cái cục cao su này chưa bị rách luôn nè. Này anh em vô những cái dòng đời hấp đó là tê tái luôn. 350 ha, cây tay hắn đẹp, hàng hiếm, độc lạ. Rồi một bộ số 50, 4 số nha, bộ này gần như mới luôn nha anh em, xuất sắc ha. Ở bộ này em bán là 900. Đầy đủ nha, không có hiếu gì hết nè. Đó, không có hiếu gì luôn. Khoe gài rồi, nói chung là đầy đủ. Cái hai là bộ số này là cực kỳ cộp luôn. Anh em nhìn hai cây cốt là anh em thấy nó y như là gần như mới luôn á. 900 nha, bộ số 4 số dành cho anh em mà xe 90 bị dư số mình vô bộ số này là bao im ha, ngọt ngào. Đi hậu thì nó sẽ giãn hơn, cứ ba số mà 90 nữa đi hậu nó không có phơi được ha, 900. Rồi hai cái nắp nhan tháo xe. Đúng tháo xe nha, hai nắp nhan này em bán là 400. Tháo ra là nó có dính luôn cái ron nha anh em, tại vì đồ rin mà. Rồi, chữ nghĩa rõ ràng nha, đúng hàng tháo xe nha chứ không phải hàng bệnh đau ha. Đó, 400 nha, hai nắp nha. Rồi cái đồng hồ 50 xuất sắc. Cái này thì em bán là 800 thôi. Cái mặt nó rất là đậm luôn nè, cực kỳ đẹp. Chữ nghĩa là rõ ràng ha, chữ Honda còn nguyên, bên dưới là như mới luôn, 800. Cái này mà anh em xe 70 mà anh em muốn rẻ đẹp bền thì anh em gắn cái này cũng được.
Rồi một cái nồi 50 xuất sắc ha, nồi là cực kỳ đẹp luôn. Đó, nồi là cũng gần như mới luôn nha anh em. Đây. Bộ nồi này em bán là 800 ha. Anh em gắn 81, 86 custom, nói chung xe 50 là anh em gắn được hết. Đây full phụ kiện nha. Đó, phụ kiện nè, đầy đủ. Không thiếu gì hết ha. Nồi là cực kỳ đẹp ha. Nồi là bao im, bao hú, nói chung là bao tất cả. Đó, giá 8 xị thôi. Rất là đẹp luôn. Rồi một cây đạp thắng này cũng gần như siêu phẩm nha. Cây đạp thắng này em bán là 600. Đây. Giá tại sao 600 thì anh em coi mặt dưới nè. Đó, không trầy, không trụa gì luôn ha. Mặt dưới phải cỡ này mới bán 600 được nha anh em. Chứ mặt dưới mà trầy không thể nào bán 600 được. Chưa vệ sinh nha. Này anh em về rửa ra cái là chảy nước miếng luôn á. Gai là khỏi bàn rồi. Gai nè. 600 nha. Dành cho anh em nào kỹ tính, khó tính, thích chơi đồ mà hoàn hảo là cây này là hoàn hảo rồi nè. Đó, 600. Rồi một cái Boe 50. Đó, Boe 50 này thì bán là 300 thôi, giá rẻ. Không lỗi lầm gì hết ha, Boe Lữ Châu luôn nè. Đó, 300 này thì gắn 81, 86, nói chung là cúp 50 gắn được hết. 70, 90 vẫn gắn được nhưng mà phải canh xăng lại nó hơi cực ha. Nên này thì xài 50 nó tốt hơn. Đó. 300. Rồi một cái mặt nạ 89 50. Đó, mặt nạ này thì em bán là 700 thôi ha, 89 50. Đó, cái này hôm qua trong chiếc xe 70 nhưng mà nó dán cái tem chồng lên đó anh em. Mới coi kỹ là mới thấy nên gỡ cái tem 70, tem lô ở dục rồi. Mới thấy là ở trong là cái tem 50, có thể là cái mặt nạ 70 nó lột ra hay sao rồi, nó gắn cái này vô rồi nó dán cái tem lô chồng lên. Nên hôm qua mình đăng mình bán cái mặt nạ 70 nhưng mà coi kỹ là biết dán tem chồng nên đã gỡ ra dục rồi ha. Đó. 7 xị thôi ha, giá quá rẻ nha, giá quá im luôn. Rồi một cặp đế nhanh sau của thằng 81 86 này thì 200. Đế nhanh zin ha, ốc zin hết. Rồi một cái đế đèn hậu của 81 86 bóng đèn zin nha, dây zin đẹp. Cái này em bán là 200 luôn. 200 nha, bóng đèn zin, dây điện zin đẹp. Không cắt nối gì hết ha, 200. Rồi một cái cặp đế nhan sao của 81 86 ha. Đó, cặp này hiện bán là 600 Atimon C nha, giá quá rẻ luôn. Đó, bóng đèn zin, dây điện zin. Bên trong đẹp. Nói chung giá gì đâu quá bộ đội nha anh em về gắn cái chụp bông ở xe nhà mình còn thì lấy gắn qua là xài thôi. Cho nó đỡ tiết kiệm chi phí ha, tại vì mấy cái lỗ này nó rất là chuẩn, mở ra lần đầu thôi. Còn xe Việt Nam á là đa số mấy cái lỗ này mở ra mới vô nó bấy bá hết rồi. Có khi đang chạy rớt cái nắp ra rớt nắp ra hoài luôn á, tại vì mở ra nó hư răng hết rồi. Còn cái này là mở lần đầu tiên nó mới được mới cái này nè. Giá rẻ nữa, 600 ngàn, dây điện đẹp luôn nè. Nhìn mấy cái rắc này thấy tê tái được không? Cắm vô là nghe cốc cốc ha. Đó, 600. Rồi một cái pha đèn xuất sắc. Pha đèn này hiện bán là 1 triệu ba ha. 1 triệu ba nha, pha đèn anh em nhìn mặt dưới nè. Nặng mộng được luôn á. Mới tinh luôn ha, mới từ trong ra ngoài luôn nè, anh em nhìn bên trong nè, mới luôn nè ha. Đó. 1 triệu ba nha, dành cho anh em vô xe cọp. Đó, chui bóng là đầy đủ, nói chung là xuất sắc nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, này phải quay ra ngoài nè. Đó. 1 triệu ba. Rồi một cây bô 50. Bô Sirin ha, ngay đây có trầy tí xíu, bô Goxi. Ở bô này em bán là 1 triệu 2 thôi, giá quá im ha. Bô này là cổ đồ đẹp hết ha, cổ đẹp nè. Đó, cổ đẹp nha. Bô này thì anh em vô xe cúp 50 nha, bên dưới vậy là quá đẹp nha. Nó mà giá im nữa ha, giá có 1 triệu 2 à. Tại vì bô dĩ nó sẽ không có giá bằng cây bô không dĩ nha anh em. Nhưng mà được cái thì bô dĩ nó sẽ an toàn hơn, nó không có bị phỏng bô bậy bạ. Tại vì nhà có con nhỏ thì mình nên xài bô dĩ ha, không có bị phỏng bô, có cái dĩ này nó che là được. 1 triệu 2 thôi ha, giá quá sành viên ha. Rồi một cái hộp sên, sên đời hấp. Hộp sên này thì có dặm sơn tùm lum ha. Sên này em bán giá sành viên luôn cho anh em về vô xe cỏ cỏ ha. 600. Đó, 600 thôi ha. Giá quá im nha. Này thì anh em vô DD 81 86 ha. Được cái là phơm đẹp. Đó, không một lủng gì hết. Không không có đồng điếc gì hết đâu. 600 ngàn nha, giá quá hợp nha. Rồi anh em cần cái nào nữa alo nha.